Nào, chúng ta bắt đầu các anh chị. Chúng ta đến cái chương cuối cùng trong cái môn học thiết kế phần mềm nâng cao này. Trong hai chương đầu thì là tôi đã ôn tập lại những cái kỹ thuật lập trình. Đúng hai môn là chúng ta ôn tập về cái kỹ thuật lập trình. Một phần đó là chúng ta lập trình với những cái đối tượng cơ sở, lập trình với những cái đối tượng thư viện như là data table, data row. Còn ở trong cái chương 2 á, là chúng ta lập trình với những cái đối tượng tự định nghĩa. Tức là tôi muốn ổn định cái phần lập trình. Hai cái chương đó đó thì đâu đó là nó nhắc lại những cái phần mà chúng ta đã học trong cái môn công nghệ phần mềm, đã học trong cái môn xây dựng phần mềm đối tượng hay là phân tích thiết kế phần mềm, hay là thậm chí là học trong công nghệ web, công nghệ SNL. Hay là xa xưa hơn nữa đó là chúng ta đã học cái phần thực hành trong cái những môn về lập trình quản lý, các bạn. Còn cái chương này thì ban đầu tôi cũng dự định là tách ra làm hai chương, nhưng mà cái độ coupling nó quá mạnh, cái độ móc nối liên kết nó quá mạnh, cho nên tôi quyết định tôi gom lại thành ra là một chương, là chúng ta học về cái phần thiết kế đối tượng. Chúng ta học về cái phần thiết kế đối tượng, ở trong đó là cho các anh chị nhìn thấy ba cái dạng biểu diễn của một đối tượng bên trong phần mềm, là phần thể hiện, phần xử lý và phần lưu trữ, và cái mối quan hệ móc nối nó với nhau. Phần này cũng là cái phần ôn lại chính yếu ở trong cái môn phân tích thiết kế phần mềm. Nhưng mà lúc này tôi không đi ở cái góc độ là từng cái chức năng nữa, từng cái loại chức năng nữa, không ạ, hay là loại màn hình gì đó vân vân. Mà ở đây là tôi muốn nói đến những cái loại đối tượng, và ứng với những cái loại đối tượng chúng ta sẽ có những cái cách khác nhau để mà chúng ta đối phó với nó. Ví dụ giống như là những cái loại đối tượng chúng ta có thể có rất là nhiều cái cách chia khác nhau, cách chia mà chia theo cái dạng mà gọi là cái độ phức tạp của nó đó, thì chúng ta có những cái loại đối tượng như là đối tượng cơ sở, đối tượng đơn giản, đối tượng phức hợp, thì mỗi loại nó có một cái cách lưu trữ khác nhau, đặc biệt là chúng ta sẽ đối phó với những cái đối tượng phức hợp. Và trong cái đối tượng phức hợp đó thì nó có là những cái loại đối tượng phức hợp mà gọi rằng là nó có cái phạm vi sử dụng theo thời gian, đó là cái mục tiêu lớn ở trong cái chương này á. Thế còn những cái phần khác là các anh chị cũng đã được học rồi, tôi nhắc lại thôi. Hoặc là chúng ta phân chia theo cái dạng ngữ nghĩa, thì là những cái đối tượng đó là có thể có đối tượng là con người, không ạ, à? Chúng ta sẽ thiết kế chung cho học sinh, sinh viên gì đó vân vân, rồi là có những cái đồ vật, không ạ, à? Rồi nó có những cái sản phẩm, những sản phẩm rồi nó có những cái không gian, có thời gian vân vân. Thì đi chi tiết vào và tôi sẽ hướng dẫn cho anh chị từng cái loại và cái cách đối phó của nó. Ở trong này thì tôi đầu chương là tôi chỉ giới thiệu cái hình ảnh thôi. Một điều là nhắc lại á, là những cái đối tượng của chúng ta đó, xét về mặt theo cái quy trình triển khai của chúng ta đó, thì chúng ta có cái đối tượng trong thực tế là cái yêu cầu. Rồi còn cái mô tả cái đối tượng mà trong sơ đồ lớp này, là khi mà chúng ta mô tả nó ở trong phần phân tích. Rồi khi chúng ta mô tả nó ở trong phần thiết kế, nó là cái đối tượng của phần mềm. Nhưng mà vẫn còn trên giấy thôi. Qua tới cái phần mà thực hiện, phần lập trình đó, là chúng ta mới nêu, mới tạo ra thực sự đối tượng trong cái việc runtime của nó. Thì tôi đã cố gắng là tôi ổn định cho các anh chị cái phần lập trình để chúng ta thấy rõ cái phần lập trình trước, rồi sau đó chúng ta mới dựng lên những cái tầng này. Thì trong cái chương này á, thì có cần thiết là tôi sẽ quay lại cái đối tượng về bài toán về phân tích một chút. Tại vì có cái sơ đồ lớp này á, thì là chúng ta mới từ đây á, chúng ta mới tả ra thành ba cái loại này. Tất nhiên là nó theo từng cái nghiệp vụ một, không ạ? Tôi sẽ học đồng thời một lúc là đối tượng thể hiện, đối tượng xử lý, đối tượng lưu trữ, và tôi không chia ra theo cái dạng giao diện riêng, lưu trữ riêng, xử lý riêng nữa. Cái cách dạy ở đây là một loại đối tượng nào đó, ví dụ như là con người, một loại đối tượng nào đó, ví dụ như một sản phẩm gì đó, thì thể hiện như thế nào, xử lý thế nào, là lưu trữ thế nào. Cái dàn bài thì nó có khác đi nha, nó có khác đi ở trong cái chuyện đó. Nó không thiên về chức năng nữa, nó không thiên về chức năng nữa, là nó không thiên về một cái loại, một cái kỹ thuật, một cái tầng nào đó mà chúng ta móc xuyên suốt lại, là chúng ta ôn tập lại. Trước đây á, là chúng ta học rất là nhiều là thiết kế dữ liệu riêng, thiết kế giao diện riêng, thiết kế xử lý riêng. Còn ở đây là tôi muốn là làm một đi theo cái chiều dọc, để cho chúng ta thấy rằng là cứ mỗi một đối tượng như thế á, là cái phần lưu trữ, cái phần thể hiện và cái phần xử lý thì nó diễn ra như thế nào. Còn trong cái thực tế đó thì thực sự ra người ta vẫn phải làm cái phần thiết kế cái đối tượng lưu trữ này trước để ổn định toàn bộ cái hệ thống lưu trữ. Anh kiểu không ạ? À? Cách học ở trong phần này thì nó có khác. Bài tập á, thì là có những cái phần tôi sẽ ôn lại, và cũng có những cái phần mà
mở rộng ra thêm. Đặc điểm của bài tập này là chúng ta làm mang tính chất gọi là cái thực tế hơn. Chúng ta sẽ có nhiều cái loại người dùng, và mỗi một loại người dùng như thế là sẽ có một số cái quyền hạn nhất định, họ sẽ làm việc trên một số cái loại đối tượng nhất định. Bài tập thì nó sẽ mang tính thực tế cao hơn, nó cũng na ná giống như những cái bài cũ thôi. Cái kỹ thuật của chúng ta sử dụng á, thì là chúng ta sẽ phối hợp rất là tốt với lại cái XML. Chúng ta sẽ phối hợp tốt với lại cái XML. Thì cái kỹ thuật mà phối hợp với XML thì trong phần phân tích thiết kế phần mềm cũng có, trong phần công nghệ XML đương nhiên là có rồi, nhưng mà qua bên này chúng ta sẽ làm việc nó một cách gọi là bài bản hơn. Chúng ta sẽ minh họa qua những cái bài toán mà đúng bản chất của nó là phải sử dụng vô, chứ còn không sử dụng vô là chúng ta sẽ làm việc rất là khó khăn, theo kiểu không ạ. Và để học cái môn này thì tôi nhắc lại là tôi chỉ mang chất ôn lại thôi và cho các anh chị làm những bài tập thôi, chứ còn nội dung của nó đạt được rã ra trong những cái môn trước đây rồi, thì các anh chị chịu khó làm ơn xem lại tôi những cái phim đó. Nếu mà chúng ta cảm thấy kiến thức chúng ta chưa có vững lắm, đặc biệt á là những anh chị mà học ở cái giai đoạn mà đầu á, thì cái phim này sẽ sử dụng rất là nhiều cái lớp khóa khác nhau. Thì cái khóa khi mà tôi vừa mới đổi cái chương trình từ qua cái phiên bản 2010 mà đổi đồng loạt hết trơn luôn nữa đó, thì đã có thể có một số cái kiến thức là các anh chị khi mà học cái môn đó thì là chưa được trình bày, chịu khó xem lại chúng tôi nha. Và trong phần này thì cũng giống như những cái phần khác đó, sau khi ổn định xong cái chuyện mà lập trình rồi, ở phần này tôi sẽ ít nói đến lập trình lắm nha. Tôi sẽ ít. Chúng ta sẽ bàn sau trong giai đoạn là thi học online, chứ phần lập trình là tôi đã đưa rất là nhiều rồi.